con gái ông Thaksin trước cơ hội trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan. Con gái ông Thaksin, bà Pattongtan Shinawatra, là một trong những ứng viên của đảng Phe Thai đủ điều kiện cho cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan mới. Lãnh đạo Phe Thai, bà Pattongtan Shinawatra đứng trước cơ hội trở thành thủ tướng Thái Lan, ảnh Reuters. Phán quyết của Tòa Hiến pháp Thái Lan với ông Swetha Thavisin ngày 14 tháng 8 đã đưa bà Pattongtan Shinawatra một lần nữa đến gần hơn với chiếc ghế người đứng đầu chính phủ. Cho rằng ông Swetha Thavisin đã bổ nhiệm một bộ trưởng từng có tiền án, Tòa Hiến pháp đã đưa ra quyết định bãi nhiệm ông khỏi chức vụ thủ tướng sau chưa đầy một năm tại vị. Vì sao thủ tướng Thái Lan Swetha Thavisin bị tòa án bãi nhiệm? Nguồn: AFP. 3 ứng viên tiềm năng của liên minh cầm quyền sau phán quyết của tòa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đảng Vì nước Thái, Phe Thai, đảng mà ông Swetha Thavisin là một thành viên và đang đứng đầu liên minh các đảng cầm quyền. Trong thông báo chiều tối ngày 14 tháng 8, đảng này cho biết sẽ họp vào sáng ngày 15 tháng 8 để quyết định ứng cử viên thủ tướng của mình. Cùng ngày 14 tháng 8, Quốc hội Thái Lan thông báo Hạ viện sẽ tiến hành bầu thủ tướng mới vào 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Theo Reuters, có hai gương mặt của Phe Thai đủ điều kiện để được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội là lãnh đạo Phe Thai, bà Pattongtan Shinawatra và ông Chaikam Nitisi, cựu bộ trưởng tư pháp. Song theo báo Bangkok Post, còn thêm một ứng viên khác cũng thuộc liên minh cầm quyền là phó thủ tướng Anutin Chanvirikan, lãnh đạo đảng tự hào Thái Lan, Bumjai Thithia. Đây là đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, còn ông Anutin được đánh giá là một người có thể thỏa hiệp với các đảng khác. Tuy nhiên, trong tuyên bố tối ngày 14 tháng 8, phó thủ tướng Anutin nhấn mạnh bản thân không nghĩ đến việc tranh cử thủ tướng. Ông cũng khẳng định liên minh cầm quyền vẫn đoàn kết mạnh mẽ và Phe Thai, với tư cách là đảng lớn nhất trong liên minh, nên là đảng lãnh đạo việc thành lập chính phủ mới. Phe Thai vẫn đang lãnh đạo chính phủ. Chúng ta phải lắng nghe Phe Thai, ông Anutin nói. Trở ngại với con gái của ông Thaksin, theo quy trình, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan sẽ triệu tập Quốc hội để bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo. Tuy nhiên, không giống năm ngoái, Thượng viện sẽ không bỏ phiếu về vấn đề này. Để trở thành thủ tướng, một ứng cử viên cần có sự ủng hộ của hơn một nửa trong số 493 nhà lập pháp hiện tại, tức 247 phiếu bầu. Nếu không đủ số phiếu, Hạ viện phải họp lại sau đó và tiếp tục bỏ phiếu cho các ứng viên khác. Liên minh cầm quyền do Phe Thai đứng đầu gồm 11 đảng, có 314 ghế tại Hạ viện. Với tư cách là lãnh đạo Phe Thai, hiện thời bà Pattongtan Shinawatra có nhiều cơ hội nhất trở thành thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Điều này là bởi ông Chaikam Nitisi, dù là một trụ cột của Phe Thai, lại có vấn đề về sức khỏe và tuổi tác khi năm nay đã 76 tuổi. Nếu được bầu làm thủ tướng, bà Pattongtan Shinawatra sẽ là nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan và là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử khi chỉ mới 38 tuổi. Cho đến thời điểm hiện tại, danh hiệu thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan vẫn thuộc về ông Mr. Seni Pramo khi ông đắc cử thủ tướng ở tuổi 40 vào năm 1945. Nữ thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Tháp là bà Yingluck Shinawatra, một người của gia tộc Shinawatra và là cô ruột của bà Pattongtan Shinawatra. Theo giới phân tích, xuất thân có thể là trở ngại với con gái ông Thaksin Shinawatra khi các chính trị gia thân quân đội vẫn lo ngại sức ảnh hưởng của nhà Shinawatra. Nếu được bầu, bà Pattongtan Shinawatra sẽ là người thứ ba của gia tộc Shinawatra nắm ghế thủ tướng. Cả hai thủ tướng của gia tộc này, ông Thaksin Shinawatra và bà Yingluck Shinawatra, đều bị lật đổ trong các cuộc chính biến của quân đội. Bản thân ông Thaksin Shinawatra, người vẫn được coi có tiếng nói cuối cùng về các vấn đề của Phe Thai, cũng từng bày tỏ sự e ngại về việc con gái mình ngồi vào ghế nóng quá sớm. Cựu chính trị gia kỳ cựu dường như lo ngại bà Pattongtan Shinawatra có thể gặp vấn đề với quân đội và sức ép từ các đảng thân quân đội đối lập. Các ứng viên thủ tướng Thái Lan khác gồm những ai? Những ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Pirapun Saliratha và tướng Prawit Unsun. Người đứng đầu đảng Palan Prachat có liên hệ mật thiết với quân đội. Tướng Prawit đã tham gia vào hai cuộc đảo chính gần đây nhất chống lại chính phủ do người của gia tộc Shinawatra lãnh đạo. Theo giới phân tích, không loại trừ khả năng ông Anutin Chanvirikan sẽ bước vào cuộc đua làm thủ tướng. Ông được đánh giá là một nhà đàm phán khôn ngoan.
biết đứng giữa hai phe đối đầu suốt nhiều năm qua trong chính trường Thái Lan là phe thân quân đội và phe dân túy mà Pheo Thai đại diện.